Ủy ban Nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cho biết là thời gian qua trên địa bàn huyện xuất hiện châu chấu tre lưng vàng phá hại, ăn trụi lá rừng tre, vầu nứa, mai tại 3 thôn là Thâm Khôn, Ba Biển, Yên Hùng của xã Thiện Hòa với mật độ là 600 trên 1.000 con trên một bụi, diện tích bị phá hại là khoảng 10 hectare. Hiện tại thì đàn châu chấu bắt đầu di chuyển từ trên đồi cao xuống các khe suối, bờ bụi, bắt đầu xuất hiện gây hại cây ngô. Mật độ từ 50 đến 60 con một mét vuông, châu chấu đang giai đoạn tuổi từ 3 đến 4. Dự kiến thời gian tới, châu chấu tre lưng vàng tiếp tục phát sinh, gây hại tại các rừng tre nứa vầu, các ruộng lúa ngô khác. Vòng đời của châu chấu tre lưng vàng dài, thời gian sống phá hại khoảng 5 đến 6 tháng trong năm. Châu chấu trưởng thành có thể bay xa từ 40 đến 60 km, di chuyển nhanh thành từng đàn, sức tàn phá lớn, khó kiểm soát. Khi hết thức ăn trên rừng, chúng có thể di chuyển đến phá hại trên các cây trồng khác gần bìa rừng như là ngô, lúa, cỏ chăn nuôi hoặc bay sang các rừng khác. Giai đoạn cuối vụ xuân, vụ mùa năm 2024, nguy cơ châu chấu phát sinh lây lan có thể gây hại trên diện rộng. Để chủ động trong công tác phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre lưng vàng gây ra, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Gia đã chỉ đạo các xã thôn chưa phát hiện có châu chấu cần tăng cường tổ chức điều tra theo dõi, dự báo khả năng phát sinh, phát triển của châu chấu tre lưng vàng để chủ động phương án phòng trừ, kịp thời ngăn chặn phát sinh gây hại trên diện rộng. Thưa quý vị, báo cáo kết quả ngành nông nghiệp, nông thôn 5 tháng đầu năm 2024, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết kim ngạch tháng 5 năm 2024 đạt 5,06 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 5 tháng qua, hầu hết các nhóm hàng đều tăng nên kim ngạch xuất khẩu tăng đạt 24,14 tỷ đô, trong đó nông sản đạt 13,11 tỷ đô tăng 27,7%, lâm sản 6,58 tỷ đô tăng 22,7%, thủy sản 3,5 tỷ đô tăng 3,6%, chăn nuôi 199 triệu đô tăng 5,6%. Các mặt hàng chủ lực đều có tín hiệu tích cực, cụ thể gỗ và sản phẩm gỗ 6,14 tỷ đô la Mỹ tăng 23,6%, cà phê 2,9 tỷ đô la Mỹ tăng 44,1%, gạo 2,65 tỷ đô la Mỹ tăng 38,2%, điều 1,55 tỷ đô la Mỹ tăng 19,3%, rau quả 2,59 tỷ đô la Mỹ tăng 28,1%, tôm 1,3 tỷ đô la Mỹ tăng 7,5%. Một trong những nhóm ngành xuất khẩu ấn tượng 5 tháng qua là gỗ và sản phẩm gỗ. Riêng tháng 5, kim ngạch tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận định, do nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn phục hồi, kỳ vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ có cơ hội tăng trưởng khả quan và nhiều khả năng đạt mục tiêu đề ra là 17,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Ngoài ra, nhờ những chỉ đạo nhất quán, chủ động của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong việc khai thác tín hiệu thị trường, giá xuất khẩu bình quân của nhiều mặt hàng nông sản tăng. Có thể kể đến giá gạo 638 đô la Mỹ một tấn, tăng 20,5%, cà phê 3.482 đô la Mỹ một tấn, tăng 49,9%. Cao su 1.504 đô la Mỹ một tấn, tăng 8,8%, hạt tiêu 4.308 đô la Mỹ một tấn, tăng 39,3%. Nếu từ nay đến cuối năm không có diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, thì sản xuất lúa, rau, quả đảm bảo kế hoạch đã đề ra về diện tích, năng suất, sản lượng. Ngày 30 tháng 5 năm 2024, giá cà phê trong nước tiếp đà tăng mạnh, mức tăng từ 4.000 cho đến 4.300 đồng một kg, giá tiêu tăng từ 3.000 cho đến 7.000 đồng một kg, mức giá cao nhất hiện tại là 126.000 đồng một kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 120.700 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 121.200 đồng một kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng, ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 120.000 đồng một kg. Huyện Cư Mờ Ga, cà phê được thu mua ở mức khoảng 120.600 đồng một kg. Còn tại huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, được thu mua cùng mức 120.700 đồng một kg. Cũng giống với mặt hàng cà phê, giá tiêu nội địa cũng tăng mạnh từ 3.000 đến 7.000 đồng một kg. Qua đó, giúp giá nông sản trong nước có một ngày đầy tích cực. Cụ thể, tại Đắk Lắk, tiêu được thu mua ở mức 129.000 đồng một kg, tăng 3.000 đồng một kg so với giá ngày hôm qua. Tại Chư Sê, hiện ở mức 127.000 đồng một kg, tăng 4.000 đồng một kg. Khu vực Đắk Nông có mức giá 128.000 đồng một kg, tăng 3.000 đồng một kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng tăng nóng. Theo đó, tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu lên mức 128.000 đồng một kg, tăng 7.000 đồng một kg và khu vực Bình Phước hiện tăng lên mức 128.000 đồng một kg, tăng 3.000 đồng một kg.
Thưa quý vị, nhằm đóng góp hiệu quả cho công cuộc xóa đói giảm nghèo theo đúng tinh thần tất cả hướng về người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Quỹ Thiện tâm triển khai chương trình hợp tác xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vâng, nhờ chính sự giúp sức của chương trình hợp tác, nhiều hộ cận nghèo, hộ nghèo đặc biệt khó khăn đã có thu nhập ổn định, từng bước ổn định đời sống. Gia đình chị Hà Thị Đầm vốn là hộ cận nghèo. Trước đây, công việc tự do, chăn nuôi nhỏ lẻ nên thu nhập của chị luôn bấp bênh. Tuy vậy, kể từ khi tham gia hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Hoàng Thức và nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm, cuộc sống của gia đình chị dần được ổn định. Lúc đầu gia đình em được xin vào để làm thành phần của hợp tác xã ấy, thì cũng có được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ là mỗi một gia đình một con bê. Và thì là mình cũng học hỏi kinh nghiệm để mà mình chăm sóc từ hợp tác xã ra để mình chăm sóc cùng nhỏ lẻ với đàn của mình ạ. Chị Đầm là một trong 25 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Hoàng Thức. Đây là một trong 3 hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang được Trung tâm Khuyến nông xem xét lựa chọn tham gia chương trình hợp tác và nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm. Với nguồn vốn hỗ trợ không tính lãi suất là 1 tỷ đồng trong vòng 10 năm của quỹ, các thành viên của hợp tác xã này đã mạnh dạn đầu tư mua nhiều con giống có chất lượng cao, quy mô chăn nuôi mở rộng, hiệu quả sản xuất của hợp tác xã vì thế cũng được gia tăng. Cái nguồn vốn của Quỹ Thiện Tâm này đã tạo cho hợp tác xã có cơ hội mời được những cái hộ nghèo của địa phương tham gia chương trình và người ta có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định. Sau những người tham gia, những cái hộ nghèo này tham gia chương trình, sau 3 năm người ta tham gia tích cực và liên tiếp, có kinh nghiệm, người ta được hưởng một con bê cái để làm con giống và con nền để sinh sản và số lượng đàn tăng. Cùng với Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hoàng Thức, Hợp tác xã Công nghệ cao Tiến Thành ở Yên Sơn, Tuyên Quang cũng được lựa chọn để tham gia chương trình. Nhờ nguồn vốn của quỹ, hợp tác xã này đã có thêm kinh phí để chăn nuôi, hoạt động và mua sắm được thêm phương tiện vận tải để chuyên chở các nguyên liệu đầu vào cũng như sản phẩm đầu ra. Quỹ Thiện Tâm thì hỗ trợ cho hợp tác xã này, trong đó có cả vật nuôi và phương tiện vận tải thì nó góp phần không nhỏ việc để tiêu thụ các cái sản phẩm, đặc biệt là về lĩnh vực về vận tải gia súc cho bà con ở các cái vùng đặc biệt khó khăn đến với các cái trung tâm tiêu thụ về thực phẩm ở trong nước và các cái tỉnh khu vực phía Bắc. Chúng tôi cùng với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và Quỹ Thiện Tâm đã xác định các cái hợp tác xã. Thì từ cái khâu mà chuẩn bị cho cái việc đầu tư này, cho cái việc hỗ trợ này thì chúng tôi đã có những cái khảo sát rất là kỹ các hợp tác xã này. Thì sau 6 tháng khi mà chúng tôi đưa các cái nguồn vốn từ Quỹ Thiện Tâm vào thì đến nay khi đi tham quan các mô hình thì chúng tôi rất là vui, thấy hiệu quả đã bắt đầu tác động ngay trực tiếp. Quỹ Thiện Tâm là quỹ từ thiện do tập đoàn Vingroup sáng lập và tài trợ với sứ mệnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Trong hơn 17 năm qua, quỹ đã luôn nỗ lực hết mình trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Theo dự kiến, sắp tới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ phối hợp với quỹ tập huấn tăng cường năng lực cho các thành viên của hợp tác xã, giúp các hợp tác xã sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn, nắm được quy trình và vận hành sản xuất, từ đó phát triển kinh tế và thoát nghèo một cách bền vững. Thưa quý vị, tăng giá trị nguồn thu, bảo vệ môi trường sinh thái là những lợi ích kép khi triển khai mô hình trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC và chủ trương này cũng đang được ngành lâm nghiệp đẩy mạnh trong những năm qua. Vâng, và để thực hiện chủ trương này, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp triển khai các chương trình, dự án, hỗ trợ, đào tạo và tập huấn cho người dân ở nhiều địa phương. Ghi nhận của kênh VTC16 tại Tuyên Quang, địa phương đứng thứ 3 cả nước về độ che phủ rừng. Đây là rừng trồng keo năm ban của gia đình anh Lương Văn Thành ở Yên Sơn, Tuyên Quang. Mặc dù chỉ mới trồng, thế nhưng các cây đã cao trên 7 mét, đường kính gốc cũng đạt trung bình trên 7 cm. Cây lớn nhanh, sinh trưởng khỏe khiến anh rất phấn khởi. Cái cây này thì phát triển kinh tế, nó phát triển tốc độ sinh trưởng phát triển của nó nhanh hơn so với cây loài giống thuần chủng thường trồng trước kia. Cái này mới trồng qua 2 năm mà cây đã phát triển rất là nhanh. Anh Thành cho biết các giống cây keo mà anh trồng là các giống AH1, AH7, BV16. Đây là những giống keo có năng suất, chất lượng cao, khả năng sinh trưởng khỏe, sức chống chịu sâu bệnh tốt mà dự án xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn thâm canh theo hướng quản lý rừng bền vững, phục vụ chế biến và xuất khẩu cấp cho anh năm 2022.
Cùng với anh Thành, dự án còn hỗ trợ cây giống, phân bón và kỹ thuật trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC cho 10 hộ dân khác thuộc vùng đặc biệt khó khăn tại huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang. Dự án của mình thì là giúp tuyên truyền cho người dân về cái việc mà chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn. Cái việc này thì giúp cho người dân là tiết kiệm chi phí đầu tư này, giúp phòng trừ những một số các loại sâu bệnh hại và tăng thu nhập của người dân về tương lai. Mô hình trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC là một trong những mô hình đem lại kinh tế cao cho bà con, đặc biệt là thay đổi được cái quá trình canh tác cũng như chăm sóc của bà con để đem đến được cái lợi nhuận cao nhất. Trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC là trồng rừng nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, an toàn, chấm dứt tình trạng khai thác gỗ từ việc phá rừng, bảo vệ rừng hiệu quả. Theo đơn vị thực hiện dự án, trồng rừng gỗ lớn mặc dù chi phí đầu tư cao hơn, thời gian thu hoạch kéo dài hơn so với trồng rừng gỗ nhỏ, nhưng hiệu quả mang lại thì lại lớn hơn rất nhiều.